Kính mời tất cả cùng an toàn. Con hiểu là thân phụ, bà Nhâm Thị Tư là thân mẫu, chị Lê Thị Ái Vân, chị Phan Thị Ngọc Nhi và ba người con của ca sĩ Vân Quang Lộc gồm Lê Trạc Kỳ, Lê Trạc Hỷ, Lê Trạc Hy và Lê Helen cùng đã có mặt và cầu nguyện hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu các ca sĩ, nghệ sĩ, đồng nghiệp có nhiều gắn bó ân tình với ca sĩ Vân Quang Lộc. Xin giới thiệu các ca sĩ Long Trường, Ưng Hoàng Phúc, Người Mẫu Kim Hương, Danh Hài Việt Hương, các ca sĩ Dương Ngọc Thái, Quách Tuấn Du, nghệ sĩ Ngân Huệ cùng đã có mặt và cầu nguyện cho Vân Quang Lộc. Trân trọng giới thiệu quý vị khán giả, người hâm mộ đang tham dự tại chùa Giác Ngộ cũng như quý vị đang theo dõi trực tiếp trên các kênh Facebook của Thích Nhật Từ chùa Giác Ngộ cũng như các kênh truyền thông của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng như các vị ca sĩ đang có mặt hôm nay. Kính thưa quý vị, buổi lễ sáng hôm nay có hai phần. Phần 1 là cầu siêu, khóa kinh cầu siêu và pháp tang. Phần 2 là tưởng niệm và hát lên những ca khúc để dâng lên ca sĩ Vân Quang Lộc thay cho khi nén hương lòng. Trước tiên là những người thân thương Lê Thị Ái Vân, Phan Thị Ngọc Nhi và ba hiếu tử Lê Trác Kỳ, Lê Trác Hy, Lê Thê Lên cùng bạn bè đồng nghiệp và các fan hâm mộ hướng về mười phương Phật tụng kinh chú xương tán hồng danh hồi hướng công đức cầu siêu hương linh Vân Quang Long. Tên thật Lê Quang Hiển, pháp danh Minh Tâm, quân sinh ngày 26 tháng 9 năm 1979, từ trần lúc 0:30 ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại San Luis. Hiếu tử, bạn bè đồng nghiệp và tất cả mọi người yêu quý mến Vân Quang Lộc, xuân đa các khánh, hạ bảo bình an, thu phóng tam tai, đồng nghìn bá phúc, sở nguyện tùy tâm các tường như ý. Nam mô tâm hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tự sinh bao đề. Bây giờ đứng quanh đâu sẽ lại bất cứ về bước.
Phật Trang có bạc năm Phật Sơn Phật Hoàng.
Phật thì những người ấy chứ Phật.